Hello, xin chào tất cả các anh em. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh em. Anh em nào KIC mà chưa thành công nha các anh em. Mình sẽ hướng dẫn anh em cách để sớm được xét duyệt các bạn. Các bạn nào mà đang KIC mà chưa có phản hồi gì đâu, hôm nay mình sẽ hướng dẫn lại. Đầu tiên các bạn, để nói sơ qua các bạn. Còn 15 ngày nữa là sự kiện tặng tốc cần 2.000 tốc cần đã kết thúc nha các bạn. Rồi, nếu mà một ạc các bạn KIC thành công hiện giờ có người mua có khoảng là 100 đô nữa nha các bạn. Mình nói thật đó. Đầu tiên các bạn lít vào ba chỗ gạch nè các bạn. Các bạn lướt xuống cái phần hỗ trợ nha các bạn. Phan nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút hỗ trợ nha các bạn. Một phiếu mới chứ lộn. Rồi các bạn gõ vô email của các bạn nè. Rồi các bạn chọn ngôn ngữ phản hồi nha các bạn. Các bạn nên chọn tiếng Anh nha các bạn. Rồi các bạn chọn danh mục nè. Vâng. Nạp tiền, rút tiền. Còn các bạn chọn vào cái bảng báo khác nha các bạn. Các bạn bấm vào nút khác nha các bạn. Rồi các bạn chọn chủ đề nha các bạn. Chủ đề các bạn chọn chủ đề là K để dư chữ KIC nha các bạn. Rồi các bạn ghi vô một cái văn bản là tôi đã đọc điều khoản và dòng chữ đó mình có để ở bên Zalo của mình nha các bạn. Vì bên dưới YouTube các bạn copy không được. Bên Zalo của mình có để dòng chữ cho các bạn gửi cho bên thằng COVID nha các bạn. Để sớm tài khoản của các bạn được xét duyệt nha các bạn. Các bạn bấm nút gửi các bạn. Vì tài khoản của mình đã KIC thành công rồi nên mình không có... Nên mình không có gỡ các bạn. Như vậy là được các bạn. Hiện bây giờ là gì? Mình giới thiệu được đâu có nhiều lắm bạn. Nhiều lắm mà KC được có 5 người. Còn có 15 ngày nữa là kết thúc nha các bạn. Giá trị đồng CNDB này là nó sẽ cho mình quy đổi ra nhiều loại tiền ảo khác nhau các bạn. Rồi cái số nó, cái phần tặng thưởng của nó nè, tới là Phan, đây mình qua cho coi, cho các bạn coi lại. Nè các bạn, hệ thống phân phối của nó là tặng tiền thưởng cho người dùng trên sàn là tới 90.000 đồng CNB nè các bạn. Sau khi phân phối này xong thì cái đồng CNB này nó sẽ quy đổi ra USD và nó sẽ thiêu hủy cái đồng CNB này nha các bạn. Hiện tại giá của nó là một đồng CNB bằng 0.1 đô nè. Tổng số tiền là nó tặng cho đến nay là được. Để mình đếm không được luôn nha các bạn. Cơ hội. Các bạn nào chưa KIC thì bấm vô một tài khoản nè các bạn. Nó có 3 hình thức xác minh đó. Xác minh dòng đầu là nó có 3 hình thức lựa chọn. Dòng đầu là các bạn chọn dòng đầu là sổ hộ chiếu các bạn. Dòng thứ hai là chọn giấy chứng minh nhân dân. Các bạn nên chọn dòng thứ hai, úp cái mặt trước giấy chứng minh nhân dân mặt trước và giấy chứng minh mặt sau nha các bạn. Rồi các bạn cầm một tờ giấy chụp có giấy chứng minh nhân dân, các bạn ghi chữ covid.io ngày tháng năm sinh. Ở đây ngày mấy tháng mấy, các bạn ghi ký tên của mình vô cái gọi gỡ đi xong giấy bẹt. Vậy video của mình đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Xin chúc các bạn KIC thành công các bạn. Mình không có làm video này đâu tại vì nhiều bạn thắc mắc trên group mình quá, kêu mình gỡ phản hồi về bên thằng COVID này nên mình mới làm video nha các bạn. Vậy chào tạm biệt các bạn.